Ai mà. Hello. Hello, hello, chào tất cả các bạn nha. Trưa hôm nay chúng anh em chúng tôi làm keo và xuống sông tắm này. Ở đây là con sông quê nhà đó các bạn nha. Đây. Đó, anh em khởi động chuẩn bị tắm này. Trước khi tắm phải thể dục. Thế anh. Con ốc đó bà ơi. Ai phục hồi mày ấm cỏ chặt dài luôn. Ô này chủ. Mấy mười đời đó. Nhà con lớn này. Hay đi lớn. Các bạn xem ốc nè. Đây. Ốc này. Ốc còn mới này. Có lạc ốc rồi cho ốc. Sài Gòn dịch với Long Tiến. Đây là con khỉ khí đột. Ngoài này con lớn. Đây là con sông ở quê nhà các bạn nha. Đây là mùa nắng quá cho nên là hơi cạn cạn xít. Nhưng mà sâu lắm. Coi bể đảo nữa nghe. Coi chừng nhé, đập đầu vô nước, đừng có lộn vô nước, lộn tới đi. Lộn tới nữa. Đừng, chạy khỏi được. Xuống tắm ơi. Lên tới. Lên tới xin tới lên bọc. Lên 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 lên. Lên tới. Con xem. Con sông sạch lắm các bạn nha. Ốc này coi ốc nhiều ghê. Đây ốc nhiều ghê. Các bạn xem đó. Đó. Trời nắng chói quá nè. Ốc quá trời luôn nè. Đó. Thấy không? Hai bơi sai của tôi cũng đi. Đức. Làm lại đi. Đây là con. Yeah. Con quả. Hai ba. Bé phải kia. Nam, hãy bơi la tục đây đi Nam. Bơi la tục vào. Bơi đi. Đây này. Không. Mày tha từ từ nữa, từ từ đi. Đây. Ôi. Nằm lăn đấy chú nằm. Bóng thắng cho nó nè. Trời mọc quá. Mọc quá các bạn ơi. Như tâm cái gò. Được bình thịt thôi ta nè. Vừa sao kìa. Ờ, vừa sao kìa. Mỏi chân rồi. Mỏi chân rồi các bạn ơi. Ai đi mà lại chỉ là cái gì
ơi nè. Mày mày rớt nước này. Mày nạc cà chô tay giúp mút. Nạc cà chô nạc lên để học quay được tiếp. Mày thế nào đi chú ơi mày chết chết các bạn ơi chết sau quá. À, ngồi tới trong này mà ông mệt đuối luôn. À, đúng quá trời. Qua cái con này điểm đủ rồi mày. Nó đuối. Cái con khỉ rừng nè. À, con là con quả nè. Ô mệt. Mà chỗ tôi hãy bờ chút là trụ ờ. Bốn quá chuyện đi. Tờ tờ à. Cái chỗ là dòng nước chảy xuống nè. Rồi bây giờ xem hai anh này thấy bơi nè. Từ đây, đó rồi. Anh Đức với anh Nam ơi, bơi từ đây của hướng xuống dưới kia. Rồi, Đức với Nam thì bơi đây, chuẩn bị đây. Lên trên đá kia nhảy xuống. Lên đây nhảy xuống. Nè, thấy bơi nè, bắt đầu nè. Cái tay nhìn nằm bộ chèo. Nô chọc. Mệt quá trời. Em rõ mày cầm đi. Đẹp. Nè, thấy bơi nè. Ôi trời. Nè, đứng kia Nam thôi mà. Thấy cái lẹ. Bơi tới đây xuống dưới kia, thử em đi. Em thua đi, chiều đi hết mà. Tạp lại lẹp quá. Một lốc sữa. Chúng tôi phạt lại lên. Mày đúng rồi. Rồi đúng rồi. Nè thì bơi này nhìn lên Nam. Ủa xe cọc đồng cái mày. Đấy nhìn nè. Xe cọc đồng cái em. Ờ. Mày xe là. Không khỏe đó. Ăn tám gò. Thì bơi. Bắt đầu tới đây hả? Rồi. Nè chân lên đây. Rồi thì bơi nè. Ai thắng được một lốc sữa. Rồi. Nam với anh ép chuẩn bị. Đây còn đủ nè, lăn tôi thử. Bơi đi, bơi bình thường đi, bơi tự do, bơi tự do. Nè, đứng đi. Đây. Nè tạt. Đức đàng hoàng ông Nam. Đây bơi. Đây là anh bơi biển nè, quen đi biển rồi. Đồ quỷ. Nè, đồng ý nè. À, mình đi sau mình quay. Đúng rồi, đừng. Đồng ý. Nam đứa nước đầm đang con bèn được. Được. Đợt bơi trước, tới chỗ Nam Nam mới bơi. Tại bơi sao? Hai, ba. Vô sâu quá. Con gà kìa. Anh Nam thua. Anh Nam thua anh Đức. Anh Đức của quý chương ba. Đuối. Lòng keo đó mệt rồi mình. Bơi nữa nghe đuối luôn. Ta đi bắt ốc kìa. Ốc không? Nằm bơi trâu. Anh tám luôn vị này lộn nè. Hai ba bom. Thôi. Ua! Chết rồi. Ô, tùm lum vậy. Quay video. Anh Tài sẵn sàng đi biển kìa. Rắc rắc lắm. Ui. Đâu chưa đâm bom.
Mỏi tay giật luôn nè. Lẹt lắm quá đời. Chết bắn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Bắt được con cua hả? Rồi anh Tám bắt được con cua các bạn ơi. Các bạn thấy anh Tám bắt được con cua đá này. Đây con cua đá này to chưa? Wow. Là rõ. Cua đá này. Đó. Cua đá đó.